một mình hả chị? Vâng, chị đi. Vâng, chị đi một mình, chị ngồi đây. Đây ạ. Vâng. Đây, chị xem chị ăn gì xong chị order nhá. Hôm nay cửa hàng khai trương nên là miễn phí trà đá chị ạ. Đây ạ. Con lấy cơm cho khách nhá. Vâng. Đây cô này. Con lấy thêm cơm cho mẹ nhá. Dạ vâng. Thêm một chả lá lốt với trứng ạ. Có ngay. Vâng. Hàng xóm nhà cô thích thật đấy. Xóm trọ cứ như một gia đình ý. Vâng, em cũng thấy là mình may mắn lắm chị ạ. Tôi mừng cho cô lắm ấy. Thôi bọn cháu xin phép chạy đi học đây ạ. Ờ, đây, suất cơm của hai đứa đây. Ăn đi rồi mà còn đi học. Vâng, cháu xin đi nè. Cho bọn... Đứa này, đứa này. Vâng, cho bọn cháu gửi tiền. Rồi ơi, cái thằng này hôm nay khai trương cô Khao. Khai trương cô cả. Cầm, cầm đi, đi. Thôi, cầm đi cho các cháu nó vui. Đây, đây, đây. Cháu chúc cô khai trương hồng phát ạ. Mẹ ạ. Con đi một mình à? Dạ. Thân à? Cô, cháu nghe Ngọc nói hôm nay cô khai trương thì cháu qua chúc mừng cô ạ. Ừ. Chúc cô luôn buôn may bán đắt. Cô cảm ơn. Spa cháu ngay gần đây nên kiểu gì cháu cũng là khách hàng thân thiết của cô đấy. Cô cảm ơn. Dạ. Lâu lắm rồi mới nhìn thấy mặt đấy. Cô cứ nghĩ là quên cô rồi cơ. Đợt này cháu lu bu công việc quá. Cháu xin lỗi ạ. Cô đùa đấy. Cô biết là tụi trẻ các cháu còn công còn việc. Như giống cái Ngọc nhà cô đấy. Có mấy khi cô nhìn thấy mặt đâu. Con ở đây phụ mẹ cả buổi sáng. Mẹ còn nói xấu con. Ừ, thôi được rồi, biết rồi. Thủ trưởng con. À, Ngọc này. Cái vụ hộp bã mía chị hỏi cho em rồi đấy. Chị có chị khách VIP có cơ sở nhà máy sản xuất to lắm. Nếu mà em lấy thì chắc chị giảm được 20% nữa. Em cũng thích hộp bã mía. Vừa thân thiện bảo vệ môi trường. Cái Ngọc đang nhờ cái Hân mua hộ hộp cơm. Bây giờ mà bán cơm ý là người ta thiên về mang về chị ạ. Con bé Hân nó hiểu biết với cả tháo vát mà. Thế mà chị còn chê đấy. Thì tôi cũng... Vâng, ai chả biết mẹ chồng thì phải để ý đến nàng dâu một chút. Sân si nàng dâu. Nhưng mà có quan tâm thì mới để ý xét nét đúng không chị? Cô ơi, cho cháu gửi tiền đấy ạ. Ờ, của cháu 30.000. À, con gửi. Ờ, cảm ơn nhá. Không hiểu sao lúc Hân với cả Đức Anh nó ở cạnh tôi, nó làm gì tôi cũng không vừa mắt. Bây giờ chúng nó không còn ở với nhau nữa, tôi lại chả muốn tí nào. Giả như bây giờ hai đứa nó nghĩ lại, nó quay lại với nhau thì thích nhở chị nhở. À, quán mới khai trương phải không ạ? Dạ vâng ạ. À, cho mình 10 suất cơm mang về văn phòng. À, vâng. À, anh ăn những món gì ạ? À, cho tôi đây, thịt này, cá này, trứng chả rau với canh. Dạ vâng. Anh ngồi đợi, tôi mang ra ngay. Ui, ngon đấy nhở. Hộp cơm này mà 30.000 á. Là bình thường 40.000 đấy. Chất lượng đấy, mà lại còn đảm bảo nữa. Sao đặt cơm đây nhá. Dạ vâng. Hân, không nghe tao nói gì à? Nói gì? Tao bảo là ngày mai mày đặt cơm ở đây nhá. Mình sẽ ăn ở đây hàng ngày. Ok. Như con dở hơi nhỉ. Hôm nay cô Thu bảo mẹ là đang tiếc con dâu cũ. Mẹ chả nói gì nhá. Tiếc đứt ruột đấy chứ. Anh đã ăn gì chưa? Cụm cơm nhà cô Thu, Ngọc nó mang đến mời cả lũ cùng ăn. Em ăn gì? Để anh lấy giống em, cho giống hai đứa ăn cơm cùng nhau. Yêu đương là khổ thế đấy.